Quý vị khán giả đã quay trở lại với chuỗi dự án tư vấn nhân dân được thực hiện ở trên kênh Bác sĩ Tử Tế, vì mục tiêu nâng cao kiến thức của cộng đồng về một số vấn đề sức khỏe phổ biến, từ đó mà mỗi người trong chúng ta có thể tự bảo vệ sức khỏe của chính mình cũng như là bảo vệ sức khỏe của những người mà mình yêu thương. Và một lần nữa thì bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Lê Bảo lại rất là hân hoan khi được ở đây để có thể chia sẻ cùng quý nhân dân, bởi vì có lẽ Bảo đã biến điều đó trở thành một cái niềm vui trên cái con đường hành nghề của chính mình. Và Bảo mong là quý vị cũng sẽ tìm thấy một cái niềm vui khi lâu lâu trên mạng lại xuất hiện những cái video của một ông bác sĩ ngồi kể những câu chuyện về sức khỏe, để cho tất cả chúng ta cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp nơi mỗi người đều biết giữ cho sức khỏe của mình thật là lành mạnh. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một dự án mới, đó là Thuốc lá và hạnh phúc. Thì đây là một dự án mà Bảo sẽ cố gắng nói chuyện về thuốc lá một cách gọi là tích cực nhất, để mong là có thể tạo được một nguồn năng lượng mới, một cách biểu đạt mới, một phương thức mới để có thể truyền đạt cái thông tin này đến cho quý vị khán giả, tránh những cái cách nói chuyện gọi là tiêu cực và có phần công kích vào những người đang hút thuốc lá, để mong là nó có thể sẽ gần gũi hơn và những người hút thuốc lá có thể cảm thấy là mình được đồng cảm, mình được thấu hiểu, và từ đó sẽ biết là đây là đồng minh, và đồng minh này đang cố gắng truyền cái năng lượng này để cho những người hút thuốc lá có thể tìm được một cách nào đó hiệu quả để dần rời xa khỏi khói thuốc. Thì như trong cái phần giới thiệu dự án, Bảo đã có nói qua là tập 1, tập 2, tập 3 của dự án này sẽ dành để nói về những điểm tốt mà thuốc lá mang lại cho cuộc sống này. Thì rõ ràng là chúng ta có nhiều lý do để hút thuốc lá, chứ nếu chẳng có lý do nào cả thì chúng ta đã dục nó quăng bên rồi, đúng không ạ? Thì qua những cái cuộc phỏng vấn, khoa học đã phát hiện ra một số cái điểm chung của những người mà người ta đang hút thuốc, người ta nói về cái lý do mà người ta hút thuốc cũng như là cái giá trị mà thuốc lá mang lại cho đời sống của người ta. Thường thì nó sẽ tập trung vào những lý do sau đây. Thứ nhất là người ta nói là thuốc lá có thể tạo ra sự hưng phấn, sự thư giãn để chống lại những căng thẳng và áp lực của cuộc sống. Thứ hai là người ta nói rằng thuốc lá có thể tạo ra một sự tỉnh táo và tập trung hơn cho công việc. Thứ ba là giữa những người bạn với nhau thì nên có một điểm chung nào đó, và thuốc lá có thể trở thành cái điểm chung đó để kéo những người bạn lại với nhau trở nên kháng khích hơn. Là thứ tư, thật sự có những người đang thấy thuốc lá là phong cách. Vậy thì hôm nay trong tập đầu tiên của dự án mới này, để có thể nói về những điểm tốt của thuốc lá, Bảo sẽ phân tích hai cái yếu tố đầu tiên trong nhóm 4 cái giá trị mà thuốc lá mang lại mà chúng ta vừa mới nói chuyện với nhau á, để cho quý vị khán giả có thể cùng xem xét với Bảo. Như đã trao đổi thì hai cái giá trị đầu tiên mà thuốc lá mang lại bao gồm sự hưng phấn, sự thư giãn để có thể chống lại căng thẳng, và sự tỉnh táo, sự tập trung để có thể làm việc tốt hơn. Thật chất mà nói thì điều đó hoàn toàn đúng, bởi vì là trong thuốc lá thì cái giá trị lớn nhất của nó là nằm ở cái chất nicotine. Mà cái chất nicotine này thì nó có thể đi vào máu và nó kích thích hệ thần kinh trung ương, sinh ra một cái hormone tên là dopamine, là một trong ba loại hormone hạnh phúc nếu như quý vị khán giả có được nghe tới. Thì cái hormone này tự động nó sẽ tạo ra một cái cảm giác hưng phấn, một cảm giác vui vẻ, giống như là mình được cho quà vậy đó ha. Thì ngay cái khoảnh khắc được cho quà, tự động mình cũng sẽ hớn hở hơn, tươi tỉnh hơn và tập trung sự chú ý của mình hơn vào món quà. Ngoài ra thì nicotine còn kích thích làm tăng nhịp tim, dẫn tới là cái lượng máu lưu thông trong cơ thể nó sẽ tăng lên và làm cho chúng ta cảm thấy nóng lên, rần rần lên, hừng hực lên ha, sẵn sàng cho vận động, và khi vận động thì sẽ nhanh nhẹn, hoạt bát, linh hoạt hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải xem lại coi có những giá trị đó thật sự như chúng ta mong muốn hay là không. Thì rõ ràng với cái giá trị mà hưng phấn và thư giãn thì không có gì để tranh cãi cả. Nhưng mà quan trọng là chúng ta hưng phấn, thư giãn một cách thụ động nha. Chúng ta đang tiếp nhận một cái chất kích thích mình để mình có thể tạo ra được cái cảm giác thư giãn. Vậy thì mọi cái căng thẳng,
những cái áp lực mà chúng ta đang phải chịu nó có được giải quyết không? Nó có biến mất không ạ? Chắc chắn là nó không có biến mất. Nó sẽ vẫn ở nguyên si đó ha, và chờ chúng ta giải quyết. Và khi nói là chúng ta đang hưng phấn một cách thụ động, tức là tự cơ thể chúng ta không có hưng phấn, mà là một cái chất bên ngoài nó đi vào trong cơ thể, nó sinh ra cái sự hưng phấn đó. Bản thân ở đây là nicotine, thì nó hoạt động dựa trên cơ chế thụ thể. Cơ chế thụ thể có nghĩa là trên bề mặt của các tế bào trong một cái hệ cơ quan nào đó thì nó sẽ có những cái đầu nhận, thì những cái đầu nhận này gọi là thụ thể. Một chất nào đó hoạt động theo cơ chế thụ thể thì nó phải bám trên những cái thụ thể này đó, nó phải bám trên những cái đầu nhận này thì nó mới sinh ra được cái tác dụng của nó ở trong một cái mô cơ quan nào đó. Mà một khi hoạt động theo cái cơ chế này thì nó sẽ gặp một cái chuyện là cái thụ thể phải nhả được cái chất kích thích cũ ra, rồi nó mới sẵn sàng đón một cái chất kích thích mới vào. Thì cái này sẽ gây ra khó khăn cho những người hút thuốc lá, bởi vì một cái đợt sinh ra cái tác dụng mà hưng phấn, thư giãn thì nó chỉ kéo dài ghê gớm lắm là 20-30 phút. Nhưng một cái thụ thể khi mà nó muốn nhả một cái chất kích thích ra thì nó phải mất từ vài tiếng tới vài ngày. Vậy thì dẫn tới là có những người mà đang quá là phụ thuộc vào cái sự hưng phấn mà thuốc lá đem lại thì người ta sẽ tự động hút thêm khi mà hết cái tác dụng hưng phấn. Vậy thì cứ 20 phút tới 30 phút là người ta đã hút thêm một điếu nữa, trong khi là cái thụ thể thì nó chưa sẵn sàng để đón nhận chất kích thích mới, dẫn tới là sẽ mất thụ thể. Và càng mất thụ thể thì cái tác dụng của thuốc lá sẽ càng giảm, bởi vì là đâu còn cái đầu nhận nữa đâu để mà có thể kích thích cơ quan đó. Và khi mà cái tác dụng của thuốc lá càng giảm thì cái người hút thuốc lá lại càng tưởng là mình hút chưa đủ, thì người ta sẽ tự động người ta tăng liều thuốc lá lên, và nó sẽ rơi vào một cái vòng luẩn quẩn cho tới một cái thời điểm mà hút thuốc lá cho dù là rất nhiều thì vẫn không sinh ra được cảm giác hưng phấn nữa. Bên cạnh đó là còn gặp thêm thằng dopamine nữa. Thì dopamine thực chất không phải chỉ sinh ra cái sự vui vẻ, sự thích thú, sự chú ý ha, mà nó còn góp phần vào trong cái việc hình thành nên thói quen, hình thành nên một cái đường mòn ở trong não bộ của con người, dẫn tới là nó kéo cái việc hút thuốc trở thành một thói quen luôn. Cho dù là hút thuốc đã không còn gây ra hưng phấn được nữa ha, nhưng mà nó đã tạo ra một con đường mòn khiến cho cơ thể cảm thấy là nó cần tới thuốc lá. Từ đó dẫn tới là người hút thuốc lá sẽ tiếp tục hút thuốc lá, thậm chí là hút với liều rất cao và không có cảm nhận được là thuốc lá đã không còn đem lại bất kỳ giá trị nào cho họ nữa cả. Còn về cái giá trị mà sự tỉnh táo, sự tập trung, ok, cũng không bàn cãi gì hết. Nhưng mà chúng ta thật sự cần tới sự tỉnh táo, sự tập trung khi mà chúng ta đang ở trong cái khoảng thời gian làm việc. Vậy thì nó sẽ gặp một số cái bất cập sau đây. Trên mỗi cơ địa khác nhau sẽ đáp ứng với thuốc lá khác nhau. Cho nên nếu chúng ta tỉnh táo và tập trung một cách bị động dựa vào thuốc lá, chúng ta sẽ không hoàn toàn khống chế được cái thời gian nó sẽ xuất hiện với cơ thể của mình, cũng như là nó sẽ ở lại với mình. Đó, dẫn tới là có thể giữa chừng khi chúng ta đang làm việc là chúng ta đã xìu xuống rồi, chúng ta mất tập trung rồi ha, mất luôn cả sự tỉnh táo. Cái tiếp theo là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể hút thuốc được. Đó, ví dụ như chúng ta đang ở trong công sở làm việc mà công sở của chúng ta lại không cho phép hút thuốc lá, vậy thì lúc đó không lẽ chúng ta cũng dẹp luôn cái sự tỉnh táo và sự tập trung của mình sao? Đâu có được, đúng không ạ? Ha. Và cuối cùng, nói một cách khoa học thì dopamine có khả năng tăng sự tập trung, tăng sự chú ý đó, nhưng mà là chú ý vào phần thưởng ha, chú ý vào cái giá trị mà mình đã sinh ra, chú ý vào cái việc hoàn thành một cái công tác nào đó. Tức là dopamine xuất hiện giống như là một trạng thái ăn mừng vậy đó nha, chứ không phải là trạng thái để mà đang làm việc, đang trên cái hành trình mà mình đang đi đó, dẫn tới là nó sẽ tạo ra nhiều sự thư giãn hơn là cái sự tập trung, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn có thật sự còn đang làm việc khi mà bạn cầm điếu thuốc không? Hay là bạn sẽ đi ra một nơi nào đó đứng khoanh tay nhìn đời chiêu chiêu rồi bạn mới cầm điếu thuốc ha? Hay là bạn sẽ cầm điếu thuốc bằng tay phải, trong khi lẽ ra tay phải của bạn là phải cầm con chuột, cầm cái bút hay là cầm gì đó. Vậy thì có thật sự là bạn đang tạo ra một cái sự tập trung cho công việc của mình hay không? Cái đó phải xem lại. Rồi, vậy là một khi thấy được là những cái giá trị mà thuốc lá mang lại thì nó có cái giá phải trả. Và chưa kể là những cái giá trị đó còn không được đầy đủ như những gì mà chúng ta mong muốn, thì chúng ta nên tìm một cái thứ khác mà nó có thể làm được những điều mà thuốc lá làm, nhưng mà làm tốt hơn, làm hiệu quả hơn, đúng không ạ? Nếu mà tìm một thứ để có thể có được tất cả giá trị của thuốc lá, thay thế được hoàn toàn thuốc lá, thì có lẽ không có.
hoặc là nếu có chắc là một chất kích thích khác. Thì cái điều đó không nên, đúng không ạ? Nhưng mà khi tách riêng từng cái giá trị của thuốc lá ra để rồi hỏi có cái gì có thể tạo ra được những cái giá trị đó tốt hơn thuốc lá thì rất là nhiều, thưa quý vị. Đối với cái giá trị đầu tiên, tạo ra sự hưng phấn, sự thư giãn, thì Bảo sẽ bàn tới cái chuyện này một cách rõ nét và đầy đủ hơn ở trong tập 5 của dự án này, khi Bảo nói về hạnh phúc dưới con mắt của y khoa. Còn hôm nay thì Bảo chỉ bàn tới cái giá trị thứ nhất này trên cái phương diện là giải quyết căng thẳng. Thực chất mà nói thì mỗi người trong chúng ta đều có rất là nhiều cách để giải quyết căng thẳng, và thậm chí là mỗi người lại chế ra một số cách để giải quyết cái căng thẳng cho riêng bản thân mình nữa ha, phù hợp với lại cơ địa của chính mình. Nhưng mà đôi khi chúng ta chưa có cái nhìn tổng thể, cái bức tranh toàn thể của cái việc giải quyết căng thẳng đó, và chúng ta chưa có đủ cái nghị lực cũng như chưa có đủ lý do để chúng ta có thể ứng dụng tất cả những điều đó. Thực chất là không một ai trong chúng ta dám khẳng định bản thân mình có được một cái nhìn toàn diện hết. Cho nên chính bản thân Bảo, ngày hôm nay mạng internet bye bye trên đầu mình mà ha, cho nên chính bản thân Bảo cũng đi tham khảo những nguồn thông tin khác ha. Và đây là một trong những kênh mà Bảo rất thường tham khảo, đó là The Present Writer. Đây là một cái kênh rất là hay, thưa quý vị. Kênh này chuyên nói về những phương thức để cho chúng ta có thể sống, làm việc và học tập một cách hiệu quả hơn. Quý vị khán giả có thể tham khảo thử. Và chắc chắn là phải có một cái công cụ quá đội nổi tiếng trong cái thời này ha, đó chính là ChatGPT. Thì đây là cái câu trả lời mà Bảo nhận được cho những cái biện pháp mà có thể giải quyết căng thẳng ngay lập tức ở trong mọi tình huống. Thứ nhất là hít thở sâu. Đôi khi có một số người ở những cái không gian phù hợp thì người ta có thể đổi thành hét thật to, bởi vì hét thật to vẫn là bạn phải hít vào thật sâu, sau đó bung cái hơi thở của mình ra ngoài để tạo ra tiếng hét. Hai là thiền vài phút thôi ha, chỉ cần tập trung vào hơi thở và lắng nghe âm thanh xung quanh. Ba, tập thể dục nhẹ, có thể đi bộ tại chỗ hoặc giãn cơ tại chỗ. Cái chuyện này gần như là chúng ta đều có thể làm được ở trong công sở ngày nay hết rồi ha, và cái chuyện này là một cái chuyện hết sức là bình thường trong cái thời đại mới, bởi vì mọi người đều đã có cái kiến thức về sức khỏe tốt hơn rồi, cho nên là chúng ta không có gì để mắc cỡ cả. 4. Nghe nhạc hoặc xem phim. Thì cái này chúng ta phải cẩn thận một chút, bởi vì giống như là chúng ta coi video clip trên TikTok vậy ha, chúng ta dễ dàng lướt một hồi nhìn lại cái thấy 2-3 tiếng đã trôi qua rồi, thì cái này sẽ không có tốt cho công việc của chúng ta ha. Chúng ta nên có một cái vật để mà nhắc nhở, ví dụ như là đặt đồng hồ đếm ngược trong vòng 15 phút để hết thời gian đó là chúng ta có thể quay lại với công việc. 5. Tắm nước nóng. Thì cái việc này có thể không hoàn toàn phù hợp ở vị trí công sở ha, chúng ta có thể đổi qua thành rửa mặt với nước ấm. Số 6. Ghi chú lại cảm xúc. Đây là một trong những cách mà The Present Writer đề xuất, và đã có hẳn một video nói riêng về những cái cách để mà quản lý cảm xúc một cách hiệu quả. Và cái việc này sẽ giúp tăng cường cái khả năng EQ của chúng ta, hay còn gọi là trí thông minh và cảm xúc. Một khi EQ tăng lên thì chúng ta sẽ có khả năng quản lý cảm xúc của chính mình, dẫn tới tránh xa được các căng thẳng không đáng có. Số 7. Thay đổi không gian. Đơn giản là đi một vòng, có thể rời khỏi vị trí làm việc, rời khỏi phòng làm việc, bước ra ngoài hít thở không khí trong lành. Số 8. Uống nước. Thì cái việc này mình hoàn toàn có thể biến đổi nó một chút để phù hợp với bản thân mình bằng cách biến nó thành trà sữa hay bánh ngọt, nhưng mà chúng ta nên cẩn thận một chút kẻo bị lên cân. Số 9. Tự nói những điều tích cực. Chúng ta có thể tự an ủi bản thân là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hoặc là cái kết quả như vừa rồi đã là những gì tốt nhất chúng ta có thể làm, và chúng ta có thể tự khen ngợi bản thân cho những thành quả đã đạt được. Thì chính điều nêu trên á là cái câu trả lời cho những cái biện pháp có thể giải quyết căng thẳng ngay lập tức. Quý vị có thể xem xét tùy tình huống, tùy cái vị trí của mình mà mình có thể chọn lựa một trong những cái cách đó để mà thực hiện. Thực chất hút thuốc lá cũng là một trong các cách thôi, một trong những sự lựa chọn thôi, không thể nào phù hợp cho tất cả các tình huống được. Ở đây Bảo chỉ muốn lưu ý với quý vị khán giả một chút, đó là nếu mà chúng ta sử dụng những cái biện pháp thụ động để sinh ra cái sự hưng phấn giống như là chúng ta hút thuốc lá đó, thì chúng ta phải hết sức là cẩn thận ha. Bởi vì chúng ta có thể bị lậm vào nó. Trong đây sẽ có một số cái biện pháp cũng tương tự như là hút thuốc lá, ví dụ như là chúng ta nghe nhạc, xem phim, chơi game, hay là chúng ta ăn bánh ngọt, uống trà sữa đó, thì những cái cách đó chúng ta phải cẩn thận, bởi vì có thể chúng ta cũng sẽ bị lậm vào nó ha, và không khác gì là chúng ta hút thuốc lá hết. Còn về cái giá trị thứ hai là sự tỉnh táo và sự tập trung, thì ôi thôi đã có rất nhiều các trang nói về hai cái vấn đề này một cách gọi là đầy đủ, chính xác và rất là dễ thương ha, trong đó phải kể tới ông Quéo.
nha. Và Bảo Tâm đắt nhất trong cái lời nói của ông Béo này á, đó là hai cái cách: một là đi rửa mặt liền, hai là có thể bật nhạc lên, nhảy múa theo nhạc, tập thể dục theo nhạc, đó là lập tức sẽ tỉnh lại ngay. Còn về cái sự tập trung thì bản thân The Present Writer đã có hẳn một bài nói về nó, và Bảo kết hợp chung với một số thông tin về y khoa của Bảo cũng như là những gì mà Bảo tham khảo được với ChatGPT, thì Bảo xin được gửi tới quý vị khán giả một cái câu trả lời như sau. Để có thể tự nhiên và hiệu quả tăng cường sự tập trung mà không cần tới thuốc lá thì bạn có thể ứng dụng một số biện pháp sau đây. 1. Sử dụng caffeine, nhưng nên là caffeine tự nhiên có sẵn trong trà, cà phê, cacao với một nồng độ phù hợp. Và chắc chắn là quý vị khán giả đã nghe tới trà mate, cũng như là đã thấy rất là nhiều video hướng dẫn sử dụng trà mate một cách đúng đắn. Và chắc chắn là quý vị đã biết tới món uống gọi là cold brew, tức là cà phê ủ lạnh. Thì đây là những thức uống mà có thể cung cấp caffeine ở một liều lượng, một nồng độ vừa phải để chúng ta có thể tăng cường sự tập trung của mình mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. 2. Ngủ đủ giấc. 3. Tập thể dục đều đặn. 4. Ăn uống lành mạnh. Thì những cái điều số 2, số 3, số 4 này rõ ràng là giống như chúng ta phải chuẩn bị cái cơ thể của mình cho sự tập trung. Vì nếu cơ thể của chúng ta không khỏe mạnh, không có cách nào chúng ta tập trung một cách hiệu quả được. Và chúng ta có thể chuẩn bị luôn cả nơi làm việc của mình để phù hợp với việc tập trung bằng cách số 5, thay đổi không gian làm việc. Chúng ta có thể chủ động điều chỉnh, trang trí lại nơi làm việc của mình theo những gì phù hợp với nội quy công sở. Hoặc là chúng ta có thể tự tạo ra một cái ritual, một cái nghi thức, một cái gọi là thói quen kích thích sự tập trung của bản thân ngay tại nơi làm việc. Ví dụ như chúng ta có thể bắt đầu làm việc bằng cách là trải một cái khăn nhỏ nhỏ có màu mà chúng ta yêu thích, rồi để một cái viết mà chúng ta thích ở đúng vị trí mà chúng ta vẫn thường thuận tay để lấy. 6. Nghe nhạc. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động mở những bài nhạc mà mình thích với một mức âm lượng vừa phải ở nơi làm việc nếu thích hợp. Còn không, chúng ta hoàn toàn có thể đeo tai nghe. Thì ở cách số 5 và số 6 này chỉ mới kích thích thị giác, xúc giác, thính giác. Chúng ta hoàn toàn có thể kích thích thêm khứu giác bằng cách số 7, tạo ra mùi hương yêu thích. Có thể là để tinh dầu thơm, nến thơm, hoặc là xịt phòng với mùi mà chúng ta thích. Và nếu nói riêng về chuyện giải quyết công việc thì chúng ta có cách số 8, chia nhỏ công việc ra để có thể hoàn thành từng nhiệm vụ một, tập trung vào từng nhiệm vụ một, giúp cho chúng ta duy trì được sự tập trung và không bị quá tải. Số 9, sử dụng công cụ hỗ trợ, đặc biệt là những ứng dụng quản lý thời gian, cộng thêm việc ứng dụng các kỹ thuật như là Pomodoro để cải thiện khả năng tập trung và hiệu suất làm việc. Chắc chắn sẽ có quý vị khán giả hỏi Pomodoro là cái gì. Thì đó là một trong những phương pháp làm việc thôi. Cái phương pháp này thì nó sẽ chia cái khoảng thời gian làm việc của mình thành những phần bằng nhau, và trong mỗi phần đó sẽ có cái thời gian tập trung vào công việc chiếm đa số và có thời gian nghỉ giữa các hiệp làm việc. Và tùy theo sức lực của mỗi người thì chúng ta có thể kéo dài cái thời gian làm việc của mình từ 3-4 hiệp lên tới 7-8 hiệp. Và thật chất mà nói thì trên kênh The Present Writer đã có hẳn một bài viết nói về Pomodoro, những ưu điểm cũng như khuyết điểm của nó và cách sử dụng nó cho hiệu quả, cũng như là có riêng một bài khác để nói về những phương pháp ngoài Pomodoro có thể ứng dụng để tăng cái sự tập trung, tăng hiệu suất trong công việc. Quý vị khán giả có thể tham khảo. Video hôm nay có vẻ nhiều thông tin quá ha, nhưng mà Bảo mong là với một cái năng lượng tích cực mà mình đang tỏa ra như thế này thì sẽ khiến cho quý vị khán giả không có bị nhàm chán khi lắng nghe những thông tin mà Bảo cung cấp. Bên cạnh đó, nếu có chỗ nào mà quý vị khán giả chưa nghe kịp hoặc là chưa nắm bắt kịp thì đây là một cái video trên YouTube, quý vị hoàn toàn có thể kéo nó trở về cái khoảng thời gian nào đó mà quý vị chưa có nghe kịp ha, để có thể xem lại thông tin. Rồi, quý vị hoàn toàn có thể tua nhanh lên hoặc là khiến cái video này chậm lại để có thể dễ dàng theo kịp thông tin hơn. Vậy là cái video ngày hôm nay chúng ta đã thông qua hai cái giá trị đầu tiên, hai cái giá trị tốt đẹp mà thuốc lá có thể mang lại, đó chính là tạo ra sự hưng phấn, tạo ra một cái sự vui vẻ, thư giãn tạm thời. Hai là tăng cường cái sự tập trung và sự tỉnh táo. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng đã thấy được là không phải chỉ có thuốc lá có thể mang lại những giá trị đó. Chúng ta có rất nhiều những việc khác, và cũng như có rất nhiều những kênh thông tin khác đã phân tích rất rõ những cách thức mà chúng ta có thể tạo ra hai cái giá trị nêu trên một cách
hiệu quả hơn và tốt đẹp hơn thuốc lá. Và video ngày hôm nay đến đây là hết. Bảo xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi đến cuối video này, bởi vì điều đó thật sự làm cho Bảo cảm thấy ấm lòng, làm cho Bảo cảm thấy những việc mà mình đang làm có ý nghĩa và hữu ích đối với nhiều người. Sự quan tâm, tin tưởng và yêu thương của quý vị khán giả luôn luôn là một nguồn động lực to lớn để Bảo có thể tiếp tục hành trình của chính mình. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào Chủ nhật tuần sau, cũng trong dự án Thuốc lá và hạnh phúc này, chúng ta sẽ bàn tới giá trị thứ ba mà thuốc lá mang lại, đó chính là tạo ra một cái sự gắn kết trong quan hệ xã hội. Còn bây giờ thì xin tạm biệt quý vị khán giả. Quý vị có thể xem được những tập tiếp theo của dự án bằng cách đăng ký kênh YouTube Bác sĩ Tử Tế, theo dõi fanpage Bác sĩ Tử Tế và đừng quên tham khảo những câu hỏi mở rộng trên kênh TikTok Bác sĩ Tử Tế. Quý vị luôn luôn có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ Nguyễn Lê Bảo và ekip chuyên môn bằng cách nhắn tin vào Zalo theo số điện thoại này hoặc comment câu hỏi của mình vào bất cứ bài đăng nào trên kênh Bác sĩ Tử Tế.